Chào các bạn, tôi là Trần Long, tôi đến từ công ty cổ phần Diêu An Việt Nam, đơn vị chuyên phân phối thiết bị giặt là công nghiệp. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn cái mô hình giặt là dân sinh cơ bản, các thiết bị giặt khô là hơi. Các mô hình giặt là giặt khô là hơi tại Việt Nam hiện đang rất phát triển, không những ở các thành phố lớn mà các tỉnh lẻ, thậm chí là các huyện ở Việt Nam. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn bộ sản phẩm thiết bị giặt là hay gọi là giặt khô là hơi cho các tiệm giặt khô là hơi. Ở đây là tôi xin giới thiệu các bạn, đây là máy giặt ướt của Hàn Quốc, đây là chiếc máy giặt khô, còn đây là thiết bị sấy. Ba cái thiết bị này tích hợp trong một cái tiệm giặt khô là hơi thì tương đối đầy đủ, cơ bản có thể xử lý được tất cả các cái đồ giặt, như là các cái đồ giặt chăn, các cái đồ giặt quần áo mùa đông, mành rèm, rồi là gậu thú nhồi bông, và các cái đồ quần áo cao cấp như áo vét, áo lông vũ, lông cừu, áo dạ, áo da. Đi sâu vào từng thiết bị thì xin giới thiệu các bạn, đây là thiết bị máy giặt ướt công suất 23-27 cân, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Toàn bộ thân máy được thiết kế theo công nghệ của Mỹ. Các cái vị trí mà hay tiếp xúc với nước được toàn bộ được làm bằng inox không gỉ, inox 3.4. Tôi sẽ mở máy ra cho các bạn xem. Đây là khoang lồng chứa máy, với cái lồng chứa tương đương với thể với công suất là nó rơi vào khoảng hơn 220 lít thì có thể xử lý đồ cho các cái loại đồ như chăn hoặc là các cái đồ quần áo mùa đông, các loại mành rèm, thú nhồi bông. Với cái máy giặt ướt như thế này thì như cơ bản dân sinh hay dùng để giặt chăn thì có thể xử lý được 3 đến 4 chiếc chăn mùa đông, chiếc chăn lông trên một mẻ. Với cái thời gian giặt dao động từ khoảng 30 cho đến 45 phút tùy từng loại đồ và tùy từng độ bẩn, chất liệu đồ. Khi giặt xử lý giặt khô bằng khi xử lý máy giặt ướt này bằng các cái loại đồ như thế đã chuyển sang chiếc máy sấy. Chiếc máy sấy này thì nó có mấy tác dụng, một là làm khô đồ, cái thứ hai nữa là làm tơi xốp đồ. Tại vì cái bản thân cái lồng máy sấy nó với cùng công suất như máy giặt ướt thì lồng máy sấy nó thể tích lồng nó gần gấp đôi so với lồng máy giặt ướt, nên là có cái khi mà đồ được lưu thông trong như này thì sẽ làm tơi xốp đồ, cái thứ hai nữa là làm khô đồ nhanh hơn. Đấy. Cái công dụng tiếp theo của nó nữa là toàn bộ cái các cái sơ sợi vải còn bám lại sau quá trình giặt được sấy, sau đó được hút xuống dưới khoang chứa bụi ở dưới này. Đấy, ba mấy chức năng cơ bản của cái máy sấy của Hàn Quốc. Máy sấy này với công suất là 27-25 cân. Với thời gian sấy là dao động từ khoảng 40 đến 60 phút tùy từng loại đồ và chất liệu của đồ. Cái máy sấy của Hàn Quốc này tôi xin nói qua là về vấn đề tiết kiệm điện. Thì so với trên thị trường thì cái máy sấy của Hàn Quốc với công nghệ mà dùng bằng thanh điện trở khác biệt so với các hãng khác là dùng bằng loại còng đốt cơ bản, thì cái việc mà dùng thanh điện trở này thứ nhất là tiết kiệm điện, ra nhiệt nhanh hơn, giữ nhiệt tốt hơn, nên là cái máy sấy Hàn Quốc này với cái độ tiết kiệm điện như bên Diêu An Việt Nam đánh giá là bằng 1/2 so với các cái hãng khác. Tiếp theo nữa là với các cái loại đồ cao cấp như đặc biệt như áo vét, có cái loại như áo da, áo dạ, áo lông vũ, lông cừu thì chúng ta sẽ xử lý bằng máy giặt khô. Máy giặt khô này là máy giặt khô của Hàn Quốc với công suất là 20 kg mẻ, 2 kg đồ khô trên một mẻ giặt. Một mẻ giặt thì dao động từ khoảng 40 đến 60 phút thì cũng tùy vào tính chất và độ bẩn của đồ. Nguyên lý hoạt động của máy giặt khô. Máy giặt khô hoạt động không sử dụng bằng nước mà sử dụng bằng dung môi hydrocarbon. Dung môi sẽ được chúng tôi cấp ở dưới cái tanh chứa, dưới đế của cái máy giặt khô này. Sau đó sẽ được hút lên trên cái lồng giặt qua hệ thống lọc. Hệ thống khi mà xử lý giặt xong thì sẽ được tuần hoàn trở lại và qua một hệ thống lọc các cái tạp chất sau khi giặt xong và lại quay trở lại xuống dưới tanh chứa.
Nguyên lý máy giặt khô thì nó khác biệt máy giặt ướt như nào? Máy giặt khô được dùng bằng dung môi, loại dung môi gốc dầu mỏ, rất nhẹ so với nước. Thì khi mà dung môi được tiếp xúc với vải, nó dựa trên cái nguyên lý là thẩm thấu để làm sạch, chứ không phải như nước là chúng ta, như hoạt động của nó là sẽ bằng lực va đập của nước so với đồ vải để làm sạch. Thì cái dung môi nó sẽ tác động theo kiểu khác là thẩm thấu, thì nó làm cho thứ nhất là bền sợi vải, thứ hai không mất form của đồ giặt. Hiện tại thì Dian Việt Nam đang cung cấp 3 cái loại thiết bị này cho các tiệm giặt cơ bản tại Việt Nam. Các cái tiệm giặt ở Việt Nam để mà do Dian cấp hiện nay chia phủ rộng khắp cả nước, với 3 thiết bị chính hoạt động bền bỉ với thời gian và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt là với những thiết bị ba thiết bị như này thì một tiệm giặt thì có thể là xử lý được tất cả các cái đồ giặt với nhu cầu của dân và nhu cầu của cả bệnh viện và khách sạn. Giá của bộ ba thiết bị này dao động từ khoảng 200 triệu cho đến 600 triệu tùy từng cái yêu cầu công suất của chủ đầu tư. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn phù hợp với cái tài chính và với cái nhu cầu và với cái quy mô của thị trường của các bạn đang có ý định đầu tư. Xin hết.